Chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại ốc Bưu Đen Đồng Tháp. Hôm nay em xin quay lại với mô hình nuôi ốc theo hình thức tự nhiên tại cơ sở 1 thuộc trang trại ốc Bưu Đen Đồng Tháp. Thì trong nội dung video này, em xin giải đáp một số câu hỏi của bà con xoay quanh cái mô hình nuôi ốc tự nhiên tại cơ sở 1. Tổng diện tích nuôi tại cơ sở 1 là 10.000 mét vuông, với tổng diện tích mặt ao là 8.000 mét vuông, gồm 3 ao. Thì ao thứ nhất là một cánh đồng có diện tích 4.500 mét vuông. Ao thứ hai là ao nuôi thương phẩm có diện tích là 1.000 mét vuông, được tận dụng từ cái ao nuôi cá. Và ao thứ ba cũng là một cái ao dùng để nuôi thương phẩm có diện tích là 2.500 mét vuông và cũng được tận dụng từ cái ao nuôi cá ngày xưa. Cái ao để nuôi ốc thành công thì yếu tố quyết định đó là độ cao của mực nước. Cái độ cao của mực nước nuôi ốc là khuyến cáo là từ 0.3 đến 0.5 mét. Tùy vào cái mục đích mà chúng ta nuôi thì chúng ta sẽ đưa cái độ nước thích hợp. Nếu mà bà con nuôi sinh sản thì mực nước phải là từ 0.5 đến 0.3 mét sẽ đạt hiệu quả cao. Còn nếu mà chúng ta tận dụng lại các cái ao nuôi cá thì cái mực nước là nó không quá 1 mét. Và những cái ao như thế này thì chúng ta chỉ nuôi thương phẩm, chỉ nuôi sinh sản là sao không đạt hiệu quả. Bên em hiện tại có 3 ao. Ao nuôi sinh sản lúc trước là một cánh đồng, là ruộng lúa thôi, cải tạo lại từ ruộng lúa, bè cái bờ đưa nước vào và nuôi, như thế thì nó sẽ hiệu quả hơn. Còn hai cái ao còn lại trước là để nuôi cá thì múc cái đầu sâu của ao là tới hơn 1 mét, nên nuôi sẽ không hiệu quả. Nếu mà bà con tận dụng lại cái ao nuôi cá để chuyển sang nuôi ốc á, thì tốt nhất là chúng ta nên nuôi trong vèo hoặc là phải hạ mực nước xuống không được lớn hơn 1 mét. Nuôi thương phẩm thì vẫn nuôi được bình thường, nhưng mà khi mà sinh sản á, là những cái ao nào mà hơn 1 mét thì cái sinh sản nó không đạt hiệu quả so với những cái ao có mực nước từ 0.3 đến 0.5 mét. Vì vậy nếu mà bà con nuôi sinh sản thì chúng ta nên cho vào cái vèo, không nhất thiết là nguồn nước quá sâu, nó chỉ tầm 0.3 đến 0.5 mét và phải có thủy sinh là chúng ta sẽ nuôi thành công. Về các cái loại thức ăn mà bên em trồng tại cơ sở 1 này á, thì gồm ở phía trên thì bên em trồng đu đủ, khoai mì và hiện tại là đang làm dàn mớp để trồng. Về cây thủy sinh bên dưới á, thì qua rất là nhiều các loại cây, làm có là bèo, rau nhút, bông súng, ấu, thì hiện tại là chỉ còn ấu. Bên em sẽ tận dụng trồng ấu hết, tại vì cây ấu nó sẽ phát triển rất là nhanh để thích hợp cho con ốc. Còn những cây còn lại con ốc nó ăn không đủ nên hiện tại giờ là sẽ phát triển cây ấu. Nếu bà con thấy không, cây ấu hiện tại giờ là cây ấu phát triển kín hết rồi, bên em đang gầy thêm. Thì về phần thức ăn là em có làm một tập riêng nói về phần thức ăn này, thì bà con có thể tham khảo lại.
về cách thức mà thả con giống ra cái ao tự nhiên. Trước tiên là chúng ta sẽ dưỡng trong cái mùng, sẽ dưỡng từ 4 đến 8 tuần. Khi mà con ốc nó đạt đến kích thước tầm ngón út thì chúng ta sẽ buông ra. Đấy, như bà con thấy hiện tại là bên em đang dưỡng rất là nhiều, thả theo hình thức là xây tua. Về cách thức chăm sóc, quản lý và ngăn ngừa các loại thiên địch á, chăm sóc thì không cần phải chăm sóc gì nhiều. Đây là nuôi theo hình thức tự nhiên, có nghĩa là thả lan, thức ăn thì nó sẽ ăn ấu và cho ăn thêm lá khoai mì với đu đủ. Còn về cái quản lý và ngăn ngừa các thiên địch á, thì chúng ta sẽ gào lại để ngăn chuột. Chuột thì chúng ta phải xử lý thêm phần thuốc. Khi mà bà con đưa cái con giống ra tầm con út á, thì nó sẽ hạn chế được các cái loại ếch nó ăn rồi. Nếu mà nhỏ hơn thì con ếch nó ăn, con ếch hoặc là con lươn nào nó sẽ ăn con ốc. Về cái thời gian thu hoạch thì chúng ta nuôi với cái hình thức tự nhiên này á, là từ 3 tháng cho đến 4 tháng là con ốc nó sẽ đạt được kích thước 30 con một ký. Không phải là 100% sẽ đạt được 30 con một ký, tầm khoảng 60% trở lên là sẽ đạt được 30 con một ký. Còn phần còn lại thì chúng ta sẽ dưỡng thêm một tháng nữa. Khi mà thu hoạch con ốc á, là chúng ta không có tát đìa hay là dọn gì cả. Không như con cá chúng ta phải tát cái đìa. Chúng ta sẽ sử dụng cái mồi nhử. Mồi nhử là gom các cái loại thức ăn như là lá khoai mì, lá đu đủ hoặc là trái đu đủ chín mít. Chúng ta để xuống thì ban đêm nó sẽ bu lại, chúng ta vớt thôi. Và chúng ta sẽ thu hoạch bằng cách tiễn con lớn, chứ không có thu đồng loạt. Và chúng ta thu lên bao nhiêu thì chúng ta phải thả xuống bấy nhiêu, nên chúng ta sẽ xây dòng thôi. Về cái thời gian sinh sản của con ốc thì sau 4 tháng nó sẽ bắt đầu vào cái giai đoạn là bắt cặp. Người ta có thể gọi là nó dậy thì đấy. Khi mà nó dậy thì nó bắt cặp. Sau khi bắt cặp một tuần và môi trường thuận lợi, nó sẽ bắt đầu sinh sản. Cách để thu trứng, như bà con thấy là phía trong cái ao sinh sản có những các cái mô. Các cái mô này sẽ làm các bệ cho con ốc nó lên nó sinh sản, và nó sẽ sinh sản cặp trên các cái bờ. Thì nuôi sinh sản thì chúng ta nuôi trong ruộng lúa là thích hợp nhất. Cái bờ nó lài và nó thấp, và con ốc nó cực kỳ thích cái mực nước là từ 0.3 đến 0.5m. Thì ở đây mực nước rất là thấp, tầm 0.3 thôi. Đây là ở tới đầu gối à. Tại cơ sở 1 này thì trung bình là một tuần bên em thu được từ 5 đến 10 kg. Nói chung là thu liên tục. Về các cái loài mà thủy sản để chúng ta có thể nuôi chung với con ốc á, thì chúng ta có thể nuôi cua, nuôi các cái loại cá trắng, có thể nuôi cá sặc răng, cá chạch, thắt lát. Chúng ta không nuôi cá chép, cá dồ, cá lóc thì nó sẽ ăn con ốc. Thì tốt nhất là chúng ta nên nuôi với cá sặc răng như nuôi cua thôi, tận dụng luôn. À, thôi thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Nếu mà còn câu hỏi nào nữa thì bà con cứ để lại dưới phần bình luận, thì em sẽ tiếp tục tổng hợp và giải thích cho bà con. Thì rất cảm ơn bà con. Thì nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.